Hồng Vân và Quốc Thuận. Xin chào mừng quý vị đã đến với chương trình Vợ chồng son, phiên bản lớp hạnh phúc là lựa chọn. Trước khi chương trình bắt đầu, cho phép Quốc Thuận xin cảm ơn nhà đồng hành cùng với chương trình sửa lớp với thông điệp hạnh phúc là lựa chọn, chọn lớp, chọn yêu thương, chọn hạnh phúc. Rồi xong rồi lên Facebook cũng comment câu này câu kia đó. Comment gạo. Comment gạo á. Rồi thả tim, thả like người ta. Rồi con xong. Con thấy cái là con vô hình fan. Con thấy cái là con chặn nhọc. Mà comment nhiều nhiều quá là con chửi luôn. Trời ơi. Con nói chồng của tao á. Con nói chồng của tao á. Mình là Thúy Kiều. Hãy tụi mình trên Speed Couple nha. Cặp đôi đầu tiên, họ sẽ kể cho chúng ta nghe về cái việc mà họ lựa chọn yêu thương, lựa chọn hạnh phúc như thế nào. Để... Mời. Xin mời quý vị, chúng ta cùng gặp gỡ cặp vợ chồng đầu tiên. Ồ, trời. Xin chào các con. Dạ, lời nói đầu tiên thì cho con gửi lời chúc sức khỏe và lời chào trân trọng đến chú Quốc Thuận và cô Hồng Vân cùng toàn thể quý vị khán giả đang xem chương trình Vợ chồng son. Con có hồi hộp không vợ? Dạ hồi hộp. Thấy con có vẻ hơi run đúng không? Dạ. Yên không tâm sao đi. Cả nghe. Đã có cô, đã có chú ngồi đây rồi, không có gì phải run hết trơn á. Coi như là mình tâm sự thôi. Đúng. Nghe. Dạ. Nếu như hồi hộp quá thì chú mời con lựa chọn một hộp sữa lớp uống để cho con uống hai hộp. Nãy giờ uống hai hộp rồi. Thôi, con thấy sữa lớp như thế nào ạ? Ngon lắm. 10 điểm, 10 điểm. Con uống con uống vị gì? Dạ con uống hai vị luôn. Con uống sữa với me muối ớt. Cảm nghĩ của con khi uống một cái loại sữa mà nó me muối ớt lạ. Dạ, con thấy nó lạ mà giống cái viên kẹo me đúng không? Đậu cậu me muối. Đó nãy giờ mình trò chuyện để cho con bớt căng thẳng. Dạ. Còn nếu mà con càng căng thẳng nữa thì mời con uống một lốc sữa luôn. Sao lưng con kìa. Dạ. Rồi bây giờ mời con giới thiệu về mình. Con tên là Bùi Hoàng Sơn, hôm nay con 28 tuổi, con đang kinh doanh mỹ phẩm và bên bất động sản. Giỏi trẻ tài vậy? Cao. Con ở quận mấy? Hiện hai vợ chồng con ở Cần Thơ. Chứ Cần Thơ lên đây luôn. Dạ Cần Thơ. Dạ. Dạ. Con tên là Nguyễn Tiên và mọi người hay gọi con là cô Tiên miền Tây. Con 25 tuổi, con đang kinh doanh sản xuất mỹ phẩm. À, tức là hai chồng chung nghề luôn. Dạ. Tại sao người ta lại gọi con là cô Tiên miền Tây? Dạ có nhiều người gọi con là danh xưng cô Tiên miền Tây là biết đến con là con từ thiện á. Tại vì con sản xuất mỹ phẩm xong rồi con lấy tiền đó để con làm từ thiện. Rồi xong rồi mọi người biết đến con nhiều hơn. Tốt quá. Con trích cái lợi nhuận ra để con làm từ thiện. Con có xây nhà với lại cho bà con gạo này kia cũng nhiều á. Tốt quá con ơi, thay mặt những bà con khó khăn phải nói là trước hết là chú là người miền Tây. Mà nghe con chia sẻ cái điều đó thì chú cảm thấy rất ấm lòng. Thay mặt bà con cảm ơn cô Tiên miền Tây và hy vọng có dịp nào đó chú cháu mình sẽ đồng hành với nhau trong một chuyến nhé. Dạ dạ. Rồi, dạ bây giờ kể cho chú nghe đi, làm sao mà con quen được với cô Tiên miền Tây vậy hả? Hai đứa con quen nhau ở trong một trường hợp là đi buổi tiệc sinh nhật, con thấy bạn này lúc hồi xưa lên như hai lúa gì đó, mặc đồ công chúa nhìn nhí nhảnh nhìn đáng yêu lắm. Cái con thích, con liên hệ với mấy bạn mà biết bạn Tiên á, con xin Facebook về con nhắn tin cua. Lúc đó chưa trả lời liền tại vì nhìn cũng không thích lắm. Cái hình đại diện là ngồi trong ghế quán bar, ngồi chéo ngoẩy gì nè, thể hiện đó. Vậy đó, cái người nam mà ngày xưa thích á kiểu là thư sinh. Còn ông này là đi bar quẩy quẩy quá là không thích, cho nên mình không có thích đó. Dạ. Rồi làm cách nào để mà cô ấy có ấn tượng tốt với mình? Dạ thì lúc mới quen thì bạn đi học trung cấp năm nhất, con cũng có tìm hiểu, bạn lên đây cũng chưa tìm được chỗ ở, cũng khó khăn thì con cũng chạy đi tìm chỗ ở, nhà trọ cho bạn ở, mua đồ mua đạc này kia cho bạn để trong phòng trọ chú. Bạn lên đâu con? Dạ lên Cần Thơ á. Bạn ở Hậu Giang. Long Mỹ, Hậu Giang. Hậu Giang. Lúc đó chứ hai đứa chưa quen, mới biết nhau rồi thấy tìm khó khăn quá, con đi tìm giùm thôi. Con là mới nhìn qua thì tưởng đâu là dân chơi, nhưng mà thật sự khi mà tiếp xúc á, ảnh nói chuyện á quan tâm ân cần chu đáo lắm. Lúc mà ảnh tìm nhà trọ cho con ở á, xong ảnh tìm á cái nhà trọ sát bên nhà ảnh lội bộ qua được luôn á chú. Trời xin á, thiệt tiền nó quá khôn chị. Ghê luôn, nó còn có tính mà này nó không biết tính toán nha. Nó không biết tính ha. Nó không biết tính tí nào luôn á trời. Cười lắm. Xong rồi cái ảnh gửi bao đồ của con ở chỗ nhà ảnh mà nó thôi để anh vô đây anh gửi đồ chứ không có nói là nhà của ảnh nữa. Rồi xong cái ảnh lội bộ, vẫn còn lội bộ lại đằng kia rồi kiếm nhà trọ. Xong rồi
mua đồ đạc cho con đủ thứ hết trơn luôn, mà lúc đó cũng khó khăn thì bàn giao với chủ trọ là trả tiền đồ này kia, ông kia cũng khó khăn, kiểu mình không đủ tiền á, xong cái ảnh cũng trả tiền nhà trọ cho con luôn. Nhà ảnh chắc cũng khá đúng không? Dạ. Nhà khá đúng không? Dạ đúng. Cho nên là cái chịu mà chịu chi với người đẹp là coi như là ảnh sẵn sàng, đúng không con? Dạ. Nhưng mà lúc đó làm gì ra tiền mà sao chịu chơi quá vậy? Đó, xin ba mẹ thôi chứ làm sao, dạ, đúng không? Nó đang đi học mà. Lúc đó con đang đi học năm tư. Đó. Học. Dạ. Đó. Thì, xin ba mẹ, dạ, xin lo ba cho mẹ. Gái. Dạ, xin ba mẹ. Xin ba mẹ mà có nói là con lấy cái tiền này để con lo cho bạn gái con không? Dạ không. Vậy dạ, chứ xin nói làm sao? Dạ lúc trước thì đi học mẹ cấp cho con 700 ngàn từng thôi. À, 700 ngàn đó chắc coi như là chăm sóc bả hết 650 rồi đúng không? Với lại hồi xưa con quậy lắm, con chơi bời đó, rồi con đi không có tiền đủ tiền, con chơi như cờ bạc thêm đó chú. Cờ bạc. Ờ. Con quậy lắm, con đi cờ bạc thêm rồi... Thôi bây giờ nè, tiền. Vừa tiền có 700 ngàn một tuần, mà ông vừa cờ bạc mà ông vừa lo cho cô Tiên nữa thì tiền đâu đủ? Dạ. Ví dụ 700 ngàn mà vừa lo cờ bạc và vừa lo cho em bạn gái nữa thì tiền đâu sống? Con hỏi nợ. Hỏi nợ. Hỏi nợ. Rồi sao nữa? Con hỏi nợ. Nghe coi. Con hỏi nợ thì hai chồng với đó lúc trước quậy lắm, con dân chơi mà con quậy lắm. À. Con quen Tiên thì cũng duyên thôi. Dạ. Hỏi nợ. Nhưng mà ý cô muốn hỏi là cái tiền mà con lo cho Tiên á là tiền ở đâu? Tiền hỏi nợ. Tiền dạ hỏi không. Nợ là nợ ai? Dạ tiền là lúc đó cũng mẹ cũng có cho. Dạ. Rồi mẹ có cho có nghĩa là không phải hỏi nợ ai để lấy cái tiền đó lo cho con Tiên đúng không? Dạ đúng rồi. Không, rồi mẹ nó có nói là hỏi nợ là vụ con chơi bời thôi. À. Ừ, chơi bời trước đó. Dạ. Ủa lúc mà quen Tiên còn chơi bời không? Dạ còn. Còn luôn. Còn, nhưng mà sau khi quen Tiên được có hết chơi bời chưa? Dạ hết rồi. Hết đúng không? Dạ, đúng đó phải hết mẹ nhưng mới mà... thương mẹ mới cho tiền chứ. Nhưng mà quen Tiên có phải là vì Tiên? Tiên khuyên cho nên mới hết chơi bời. Thay đổi đúng không, dạ, không đúng con? Thay đổi đó chú. Xưa còn quậy lắm. Ờ. Dạ. Rồi có nhớ là khi nào thì mới tỏ tình với Tiên hay không? À. Dạ tỏ tình. Chắc khoảng. Cái lần đó là lần nào? Chắc khoảng một tuần á. Dạ một tuần. Trời đất ơi, sao nhanh quá vậy? Phải nói là ví dụ vậy là cái nhà trọ của con Tiên ở ngay gần nhà con. Dạ. Thì là bao lâu rồi mẹ con phát hiện là con với Tiên yêu nhau? Dạ chắc cỡ. Hai tháng thôi. Hai tháng dạ. Là phát hiện. Tại hồi xưa hồi lúc á là con ở trên Cần Thơ con học, còn mẹ con ở dưới quê á, dưới xã luôn Cần Thơ lận. Tại vì mẹ con đưa con lên đây học thôi. Rồi cái ủa chuyện chứ sao là ở gần nhà là sao? Nhà dạ, đó nhà là nữa. Nhà của ảnh ở trên Cần Thơ, mẹ mua riêng cho mấy anh em đi học ở Cần Thơ luôn. Nếu phải nhà mẹ. Mà nhà mẹ là ở dưới quê nữa. Có nghĩa là ổng ở một căn đó rồi ổng mướn cho bạn gái ở một căn kế bên. Dạ. Rồi sao? Bỏ như là hai đứa nó gặp nhau rồi mẹ vô tình lên rồi mới biết đúng không? Dạ. Hay là con dẫn Tiên về ra mắt mẹ? Dạ mẹ vô tình lên. Lên rồi bắt dạ. Gặp. Dạ mà không có, đó? Vô tình lên để cho tiền con á. Ờ. Thì kêu con ra quán cà phê đi, mẹ đang quán cà phê rồi đây nè. Con dẫn ra rồi gặp. Họ gặp Tiên lần đầu tiên. Dẫn ra luôn. Dẫn ra luôn. Không có rồi. Ra mắt gì hết. Không ra mắt gì hết. Dẫn ra giới thiệu thôi không? Con đâu nói đâu, nói đi theo anh để lấy tiền. Rồi mẹ đâu biết con dẫn ra gặp mẹ con đâu. À, mẹ dẫn ra gặp bà nào không à. Vậy hả? Đâu Tiên kể rồi lúc đó con hồi hộp con sợ không? Con không lại chào mẹ luôn á. Sao đâu vậy? Đâu có biết đâu. Ảnh nói là chở đi ra lấy tiền tướng mà ra thấy mẹ cũng hầm hổ lắm. Xong rồi sợ ống đi dây bạc góp cái gì á. Rồi xong rồi con ngỏ ngoài xe luôn, con không vô. Sợ mẹ tưởng mẹ con là chủ nợ chào luôn. Tưởng mẹ mà. Lần đầu tiên gặp bất ngờ quá trời. Vậy đó hả? Rồi sao? Đi về mới nói trời anh ra anh dẫn ra gặp mẹ anh mà sao anh không nói với em. Trời ơi mặc bộ đồ thấy ghê à, mặc cái quần xà lỏn nè, mặc quần xà lỏn người thêm áo thun nữa mà nhìn kỳ lắm. Nhưng mà mẹ con có hỏi nhỏ là ai liền. Dạ có hỏi. Mẹ con hỏi nhỏ là ai hả? Tại con vô quán cà phê Tiên thì đứng ở ngoài xe. Cái mẹ hỏi mày chở ai lại vậy? Nói, dạ bạn gái con á. Nói bạn gái mày gì mà sao vô gặp mẹ mà không vô hỏi gì vậy? Con cũng không biết nữa. Mẹ nó sợ á. Rồi xong dạ. Cuối cùng hai mẹ con cũng không gặp nhau. Không gặp luôn, về luôn. Về con luôn. Chở về luôn, con chở về phòng trọ. Vậy dạ. Đó. Mẹ con thì chạy về bước quê. Rồi sau đó bao lâu thì mới chính thức cho đưa bạn gái ra mắt mẹ? Dạ tầm tháng sau. À, tháng là sau. Dắt nó về là quê luôn. Dạ con chở về quê. Chứ tưởng đâu mẹ lên cho tiền nữa chứ. Rồi bao lâu thì tụi con gọi là chính thức về ở chung với nhau? Dạ chắc cũng 3 tháng. Không. Khoảng
4 tháng. Trà, 3 tháng với 4 tháng nó cách nhau 30 ngày thôi à. Dạ. Lâu lắm, cũng lâu lắm mới về. Chắc là sau khi mà về ra mắt mẹ xong rồi đúng không? Thì dạ, mới quyết định là... Vậy còn nhà con là sao? Khi mà bạn này về thì chừng nào mới về ra mắt ba mẹ con? Mấy tháng về, con lúc đó con cũng quên rồi. À. Nhưng mà về thì ba mẹ làm sao? Có ưng không? Dạ. À. Ba mẹ của con hiền lắm, à, dễ chịu lắm. Nói nghe là cô Tiên, ổng là dân chơi. Vậy thì cái lúc mà ổng mới quen mình ấy, ổng có sổ sàng không? Ổng có... ổng hung lén mình không? Không, anh hiền khô hả? Dĩ hả? Hiền lắm luôn. Ủa, cái nụ hôn đầu tiên đó là sao? Bao nhiêu lâu á thì nó hung con đó. Cái đợt cái hung đầu tiên cũng khoảng lâu lâu à, đi chơi bình thường cũng đâu có hung gì đâu. Nhát lắm hả? Dạ. Tôi tưởng nó ổng gạn lắm mà. Kiểu như là không có nắm tay rồi này kia luôn á cô. Dĩ hả? Đi không chơi biết luôn. Lâu dạ. Ủa vậy là có nghĩa là cái lần mà gặp mẹ đó, lần mà dẫn ra quán cà phê ba mặc xà lỏn giáo hung đó, à lúc đó hung chưa? Dạ. Dạ chưa. Lúc đó là mới tiền nhà trọ hả? Chưa. À chưa hung. Ờ, còn có nhớ cái nụ hôn đầu tiên nó xảy ra ở đâu không? Bao nhiêu lâu? Dạ ở phòng trọ. Phòng trọ của con Tiên đúng không? Ông sao đâu, cái chuyện đó sao? Dạ. Nhớ kể lại coi. Mà bao nhiêu lâu? Dạ. Bao nhiêu lâu mới hôn cái hôn đầu tiên? Chắc khoảng 2 tháng. Dạ đúng rồi, 2 tháng. Ừ. 2 tháng. Tại bữa đó là tại Tiên ở ghép với một bạn nữ nữa. Ờ. Con thì ở trọ rồi hai bạn ở ghép. Con ở bên nhà này nè, con đâu có chung với Tiên đâu. Rồi cái nụ hôn đó xảy ra làm sao nhớ không? Dạ là bữa đó bạn kia, bạn của Tiên dẫn một bạn gái về. Ờ. Xong cái con qua chơi. Ờ. Xong cái đâu có chỗ đâu mà ngồi cái hai cái con lên gác. Ờ. Ừ. Lên gác. Hôn xong rồi có làm gì nữa không? Dạ. Có lai gai. Lai gai, lai gai chút đỉnh thôi. Sương thôi chứ chưa có thế đúng không? Dạ. Sương sương rồi đúng không? Dạ. Rồi đến khi nào mới tới luôn? Dạ con có hỏi đàng hoàng cho con mới tới. Ờ đó, không ý chú nói á, đến khi nào mà hai đứa mới là coi như là dạ, đi tới luôn. Bữa sau đó. Bữa sau là đó. Bữa hôn đầu tiên. Dạ. Là bữa sau là làm tới luôn. Dạ. Đúng không? Ừ. Ở nhà trọ luôn. Dạ. Ở nhỏ bạn đâu? Nhỏ bạn lúc đó đi ra ngoài đi chơi rồi. Thì đương nhiên phải đi chơi chứ. Dạ. Ừ. Rồi hai đứa yêu nhau, trong thời gian yêu nhau thì có biến gì không? Có biến cố gì không? Kể cô chú nghe coi. Dạ có. Trong thời gian yêu nhau hả, ông này bị chủ nợ ruột. Ruột hả? Ông này bị chịu nợ, chủ nợ ruột tới nhà luôn, kiếm tới mẹ luôn. Xong cái bắt đầu ổng chạy đi Sài Gòn trốn. Ừ. Xong cái con cũng đi theo luôn. Rồi. Con đi trốn nợ theo luôn. Hai chú nợ theo luôn. Cái đợt đó con nợ nhiêu vậy? Dạ con nợ tầm 700 đến 1 tỷ vậy con nhớ. Trời ơi trời, chơi dữ vậy. Ủa sao lúc quen rồi là biểu bỏ rồi mà sao trước đó cũng trốn cũng nợ dữ vậy con? Trước đó rồi, đâu bao lâu cũng... À tới con nợ là, trước khi chơi dạ, quen dạ. Cái Tiên là cái giai đoạn mà ăn chơi ăn đi ba đi biết với cờ bạc đúng không? Dạ, đúng rồi. Ừ. Hồi xưa con quậy lắm, con đâu có suy nghĩ gì. Nhưng mà cái lúc ổng trốn nợ mà con đi theo ổng luôn thì con có sợ không? Rồi mẹ con ở dưới quê nữa, hồi lên trên đây sợ nhiều khi túng quẩn rồi ổng bán con rồi sao? Tại vì á, con tiếp xúc á, con không có cảm nhận được cái điều mà ảnh làm hại gì đến con. Cảm giác là lúc đó là mình thương thiệt rồi. Ừ. Tại vì á, lúc đầu á, mình lên Cần Thơ mình bôn ba như vậy á, kiếm một cái nhà trọ cũng rất là khó. Tại mình cũng thuộc diện khó khăn, mình muốn kiếm một cái nhà trọ mình ở cũng rất là khó, toàn ở ghép không à. Ừ. Mà ảnh giang tay ra giúp đỡ mình hết tất cả mọi thứ luôn. Ừ. Thì con nghĩ là ảnh là một người tốt nên mới giúp đỡ con tới như vậy. Nếu như ảnh quen qua đường thì đâu đến mức mà lo lắng cho con tới như vậy. Vừa đóng tiền nhà trọ mua cho con đủ thứ hết trơn, thậm chí là lo cho con cái bữa ăn luôn. Coi như bây giờ cho nên là có phước cùng hưởng, có họa cùng dạ, kia. Dạ đúng rồi. Trốn nợ là trốn chung. Nghĩa là chàng đi đâu cho tiếp theo cùng chứ đó. Chứ sao? Hả? Chứ con cũng đâu, ở đây con cũng lo, con không biết à. Hồi hộp đúng không con? Ảnh có bị gì rồi sao vậy đó, con cũng suy nghĩ như vậy. Rồi cuối cùng ai là người trả nợ cho con? Dạ mẹ con. Thì mẹ thôi chứ ai nữa. Đó. Mẹ kia về đi rồi mẹ trả cho rồi hai đứa lo làm ăn làm lại từ đầu. Ờ. Thương ghê không? Rồi ba sao? Dạ. Ba sao? Dạ ba con cũng vậy đó cô. Như là mẹ trả nợ giùm. Dạ. Nhưng mà lúc ấy ba có xử con không hay là ba dạ, cũng giống như mẹ cũng cắn nợ giùm con luôn? Dạ không, mẹ trả, mẹ ba la thôi. Ba la mẹ trả. Dạ. Nhưng mà sau cái đợt đó đi về thì có thay đổi không? Dạ. Hay là có hứa với mẹ điều gì hay không, và có hối hận về những cái việc làm đã qua hay không? Dạ thương. Thương quá trời con, thương quá trời luôn. Mẹ không suy nghĩ lúc trước tại dính vô rồi trong đó vòng quay cờ bạc của mình khó ra. Ừ. Mình không suy nghĩ tới chú. Dạ. Rồi cái chuyện cưới hỏi ai là người coi như là gợi ý? Dạ con. Ừ. Dạ. Con gợi thì sao, con nói thì sao? Dạ lúc đó vợ Tiên á
dẫn về quê chơi thì con thấy thương nhiều hơn, tại nhà cũng thuộc diện khó khăn á. Lúc đó là đã trả nợ rồi đúng không? Dạ đúng rồi. Ừ. Dạ về cái gặp nhà cửa thì không có như dạ có khó khăn đó thì con thấy con thương nhiều. Ừ. Con nói thôi mẹ ơi giờ cho hai đứa con cưới nhau đi rồi hai đứa con vừa học rồi đi làm người chí thú làm ăn đó. Dạ chí thú làm ăn. Thì lúc đó thì mẹ cũng không cho cưới nữa, tại tuổi con với tuổi tiên nó bị khắc nhau, khắc khẩu, khắc mệnh. Là mẹ con đó đúng không? Dạ đúng rồi. Đúng rồi, hai cái tuổi này khắc lắm chị. Dạ, biết. Khắc. Thằng Phi dạ, với Ngầu cưới. Mà. Còn mẹ của con thì có ý kiến gì không? Dạ mẹ con sao là mẹ vậy? Mẹ cũng dễ lắm. Đúng đó, mẹ không có chịu cưới. Rồi bây giờ gia đình không chịu gì thì sao? Rồi tụi con vượt qua bằng cách nào? Dạ thì vợ con nhắn tin năn nỉ mẹ con, con cũng nhắn tin dài lắm năn nỉ. Nói giờ hai đứa con thương nhau quá trời, giờ mẹ tìm cách nào để cho hai đứa con cưới nhau. Ừ. Rồi giờ mẹ cũng suy nghĩ tìm cách. Dạ. Ông này ông đập đầu tự giận. Trời ơi vậy luôn hả? Trời mà đập đầu thiệt không hay là hù? Đập đầu thiệt luôn, u đầu luôn. Con đập vô tường binh binh. Đập rồi tự giận, tại vì mẹ không tin kiểu như là mới quen rồi tại sao cái cô này mà lại con trai của mình đòi cưới liền, trong khi đó trước tới giờ con trai của mình kiểu như ảnh cũng quen rất là nhiều người, tự nhiên quen con anh thay đổi anh đòi cưới vậy mẹ cũng. Có nghĩa là mẹ cũng lo không biết gì. Cái lúc mà ổng đập đầu á là có con không? Dạ có luôn. Là có mẹ luôn. Dạ mẹ. Có ba không? Mẹ có... thì xỉu. Dạ không, lúc đó không có cha. Mẹ thì xỉu xỉu, còn con thì cũng lết lết theo luôn. Con đập thụ hiểu rồi, chảy máu không? Dữ lắm luôn. Con đập vô tượng. Quậy dữ lắm. Trời ơi, nhưng mà tại vì mẹ không biết á, cái tuổi hai đứa này là tưởng là không hợp tuổi, tại vì một đứa là mặn quả. Dạ. Còn một đứa là mặn thủy. Dạ. Nhưng mặn bé này là nước ở trong giếng. Dạ. Nước trong giếng thành ra là cái quả của này quả sơn á. Dạ. Nó là quả ở nước trên lửa trên núi, không có yên, không có xâm phạm gì luôn mà. Dạ. Nó là thủy, nếu mà thủy trên trời á, thiên hà thủy là cô á thì. Dạ. Mới là kỹ với con, thì hai cái kia mà coi như là chản nhau mà mưa xuống là nó hưởng hết. Ủa vậy em với chị sao không kỹ? Em là gì? Em là thiên thượng hỏa. Thiên thượng quả hả? Trời ơi, nếu mà em trên mà không chị, bây giờ xin lỗi nó lan man xíu nha, về á về mạng á. Ừ. Là thiên hà thủy với thiên thượng hỏa là đụng không nhau là sấm sét, không là sấm sét. Ừ. Là bách chiến bách thắng á. Dạ. Bách chiến bách thắng đó. Không đúng rồi. Bách chiến. Không, hai cái đụng nhau là bách chiến bách thắng á. Chị để ý đi, bởi vì chương trình này thắng hoài đó là vậy. Đó. Không như vậy, như chị Dân giải thích á. Dạ. Là nó rất là hợp lý. Dạ. Một cái là lửa trên rừng, cho nên bây giờ tụi con giàu nè, hai đứa làm ăn là phất lên quá. Đó. Trời đúng không? Dạ. Học xoàn đeo quá trời không giàu sao đó, bởi vì cô nói là hợp. Hợp. Bởi vì uổng. Dạ. Tội nghiệp thằng nhỏ bị đập đầu chảy máu. Dạ. Nhưng mà thật ra có những cái cú đập đầu đó mà mới có thể xoay chuyển cái suy nghĩ đó, và cái tác hợp của mẹ. Dạ. Là các con có thấy không, là các con ngày hôm nay rõ ràng là hạnh phúc đó là sự lựa chọn. Dạ. Không chọn lựa chọn, chọn lựa đúng người đồng cam cộng khổ với đúng mình. Rồi đó, chọn lựa chọn cái gì, chọn lựa chọn là gì đâu, chọn lựa đúng người đồng đúng. Cam cộng khổ với mình là hạnh phúc. Dạ. Đó nghe. Và ngày hôm nay và anh chú nghĩ rằng mẹ mà coi được chương trình này mẹ cũng cảm thấy rằng là cũng rất hạnh phúc vì hai con của mẹ đã lựa chọn nhau, đã đúng không? Hai đứa đã chọn nhau, đúng không? Chọn yêu thương là chọn hạnh phúc. Ừ. Là chắc chắn là các con sẽ hạnh phúc và thành công nữa kìa nha. Rồi bây giờ đến cái phần kia đi, cái kia đi con, tật xấu đi. Mấy đứa có con chưa? Dạ có rồi. Mấy đứa? Dạ ba đứa. Trời má ơi, u là trời. Trời là, ai nghĩ nó ba đứa con, trời ơi. Vậy là sao, cưới là có liền hay gì? Dạ cưới 6 tháng sau mới có bầu. Con sinh một đứa xong rồi con sinh liên tục luôn. Bé lớn là 4 tuổi, 4 tuổi mấy, còn bé giữa tuổi. Là 2 tuổi. Rồi bé cuối cùng là tuổi mấy. Trời. Đó nó đẻ coi như là hai đứa sau là đẻ năm 1 đó. Trời. Dạ đúng. Đúng rồi. Đúng gần năm 1 đó. Thôi, nói chung là bây giờ khoa học tiến bộ lắm. Nhưng nó ba đứa mà nhìn nó giống như là thì con nít luôn. Chú nó thiệt con gái. Luôn, không có ai tin là con ba đứa con đâu. Tiên. Dạ, ơi, Tiên. Nhìn nó như con nít đó con, chứ không phải là con gái nữa. Dạ. Đó. Rồi, đó rồi bây giờ đi sâu vào vấn đề luôn nè. Trong những năm tháng yêu nhau và bây giờ thành chồng thành vợ thành cha thành mẹ, vậy thì có những cái tật xấu nào nó lòi ra không? Đó. Tật xấu hả? Tật xấu hả? Ông này mê gái. Mình gái lắm mà. Nhưng mà luôn luôn lúc nào cũng bị con chặn ngang. Tới cái mức kiểu như là
ổng là dân chơi ăn chơi mà đương nhiên nhìn gái cũng thích rồi xong rồi lên Facebook cũng comment cô này cô kia đó, comment đó dạo comment dạo á, rồi thả tim thả like người ta rồi con xong, mà thấy cái là con vô con thấy cái là con chặn nhỏ liền là con lấy Facebook ổng chặn luôn, con lấy Facebook của ổng con chặn nhỏ liền mà comment nhiều nhiều quá là con chửi luôn rồi rồi con nói chồng của tao á. Rồi sao con bữa nay con yên tâm, bữa nay lên chương trình này xong phát sóng rồi là cả cái đất nước này, thậm chí là ở Việt Kiều ở bên kia, tất cả các cô gái đều không biết con là chủ sở hữu của anh này, cho nên con không cần phải lo nữa. Từ đây bạn Facebook của con sẽ tự quỷ hết, không ai nhận biết con. Ê, con nghe này, chú đó không làm chắc bạn bè con trong Facebook chắc còn con trai không đúng không? Dạ con trai một chú xóa hết. Ê, có nào nó ghen với con trai không? Dạ không. Rồi sao rồi bây giờ cái tật đi chơi còn không? Rồi thêm cái nữa là mê gái, tật mê gái là rồi, bỏ rồi. Nó dốc kiểu như là sợ con buồn á, cho nên nó dốc. Nhiều khi ảnh muốn đi chơi pizza, tại vì bây giờ con đã cắt bỏ hết những cái tật xấu rồi, ảnh không có nhậu nhẹt hay là này kia á, ảnh chỉ mê đi chơi mà đánh pizza thôi. Mà có điều nó dốc con, à là nói đi đâu đi đó nhưng mà thật sự là đi đánh pizza không à. Nó dốc vậy á. Là nói dốc để được đi nói chơi, dốc để được đi chơi mà đi chơi mà cũng đi chơi lành mạnh đó, cũng đánh pizza thì cũng lành mạnh đó, nhưng mà vẫn nói dốc. Nói dốc đó, ví dụ đi pizza thì ổng nói ổng đi đâu, ổng nói ổng đi mua này mua kia, đi tiếp đối tác rồi này cái kia. Cái lỡ lỡ cái lũ vô pizza luôn mà. Ổng nói là ổng đi tiếp đối tác rồi này kia. Xong cái lỡ cái vô đánh dài dán pizza đúng không, đánh cho đỡ ghiền. Gọi gì nữa, có nóng tính không? Dạ nóng tính. Mỗi lần nóng tính lên thể hiện sao? Nóng cỡ nào con? Nóng tính lên thì quát con thôi. Còn còn giọng vô tường nữa không? Đập dạ không. Không có vô tường không? Không có cái gì mà quá đáng. Nhưng lắm. Mà có chửi con có biết nhịn lắm. Có chửi con nặng lời không? Dạ. Hay là mày tao gì không? Có mày tao nhưng mà không bao giờ nói chuyện nặng lời. Một câu nói nặng lời cũng không có chửi. Bây giờ không còn có mày chửi tao không? Thề hoặc là bất cứ cái từ chửi thề nào mà khó nghe luôn. Có mày tao xưng hoài hả? Bình thường cũng xưng giống như mày là... ơi mệt quá mày ơi kiểu giống vậy đó, giống như vợ chồng đậu quen đó rồi nhau. Quen rồi dạ nói vợ chuyện chồng quen đậu đó là con đen. Nhưng mà con có khó chịu không? Có, con nói cái gì mà anh kêu mày tao hoài vậy, kêu em đi. Cái anh nói trời ơi đang giận chửi lộn mà kêu em. Còn con á thì ảnh chửi lên cái rồi con nín thình. Xong thôi con ảnh mà nóng, tại vì con biết ảnh là người nóng tính. Thì thôi ảnh chửi lên cái rồi con nín thình, con đi ra chỗ khác là xong. Ok rồi. Vậy là còn cái gì nữa không? Có nhậu hay là cái gì? Dạ không, tật xấu của ảnh là có nhây không? Có đùa giỡn nhây với vợ dạ không? Dạ không. Ảnh rất là nghiêm túc kiểu như cũng vui vẻ đó. Nhưng mà ảnh không có giỡn nhây rồi, hay là gì hết. Rồi có hay sợ sệt một cái vật gì đó con à, vật gì à có nữa nha, có một cái tật xấu là xăm mình. Xăm mình kể thể hiện xăm mình nhưng mà lại sợ con dán. Mỗi lần mà thấy con dán cái ôi trời ơi dán kìa mẹ của con này đang ở chung mẹ con giữ con á, trời ơi con dán kìa, ôi đập liên tục xấu hổ ghê á. Cái tuổi này á, cái tuổi tuất này nè, con cô cũng vậy, con xấu hổ con nó sợ dán kinh khủng luôn. Không biết tại sao nó sợ dán vậy hả? Mỗi lần vậy là con mất cười. Nó giống y như cô thì sợ chuột, cô mới sợ dán. Dán cỡ nào cô cũng sợ nhưng mà chuột thì cô sợ nha. Còn con sợ con gì? Con hả? Con chắc không có sợ ma. Ma. Sợ ma. Vậy là kịch của tôi ế rồi. Từ nhỏ sợ ma là nó không đi coi kịch ma tôi rồi. Con biết không, con của chú không nha. Con sợ ma nhưng mà con của chú xem. Á, nó mà gặp con dán đâu là con nó chạy tới nó đạp con dán đó. Trời ơi sợ gần chết sao luôn kỳ vậy ta. Con cũng đạp dán nha. Con là con sợ. Tại vì tôi đặt nó đó. Tôi đặt nó là con tiểu cường. Con tủ chó mà sợ dán. Con xí ngầu nhà cô cũng vậy, nó sợ dán kinh khủng khiếp luôn. Rồi bây giờ cô Tiên muốn chồng thay đổi điều gì? Thì con chỉ mong muốn là đừng có nói dốc nữa. Đi đâu thì nói đi đó. Ví dụ như đi ra quán pizza thì nói em tiếng thì em có thể đi theo với anh chơi luôn. Tại vì ngày xưa hai đứa quen nhau thì cũng đi chơi chung không vậy, anh quán pizza cũng ngồi kế bên mà. Bây giờ con chỉ mong muốn là ảnh đừng có nói dối con rồi. Rồi bây giờ tới con nè. Dạ. Ê, cô ấy có tật xấu nhiều không con?
Chắc dạ, ít lắm nè. Dạ ít lắm chú. Để con kể không hết luôn. Kể không hết luôn. Rồi. Kể vài cái nghe chơi coi. Cái đứng đầu là ghen đó chú. Trùm ghen. Là ghen luôn chú. Nổi tiếng ở dưới xứ con á. Hỏi ai ghen chú Đảo là nói tiên á. Vừa là cô tiên tốt bụng. Không phải, nó đã tự thú nhận nãy rồi mà. Vừa là cô tiên tốt bụng, vừa là cô tiên ghen nữa đúng không? Dạ, ghen mà đến nỗi định vị điện thoại con rồi ha. Con đi ra ngoài đường tầm 10-15 phút là phải gọi video thấy mặt con cái. Coi đang đâu làm gì. Đi chơi với bạn bè hay là đang gặp đối tác gì đó, gặp điện hoài gì đó cũng hơi bực bội. Nhưng mà hỏi thật nè, đó giờ con có bị bắt gặp lần nào? Dạ chưa, có bắt gặp lúc nhắn tin thôi. Dạ. Nhắn tin cho ai? Con lúc con đi quýnh bì da đó. Cái con xin số điện thoại bé kia nhân bì da đó. Còn vậy nhắn tin mới hỏi em tin gì ở đâu là bà này bà mượn điện thoại gặp tin nhắn em con chưa xóa kịp nữa. Tại sao nó không ghét cái vụ bì da là đúng rồi. Thì đó. Đúng không? Dạ. Nhỏ nó gắn liền với bì da. Trời đó coi. Chỉ có dân quen người thứ 6, thứ 7 sao người ta thương mình ta. Tự nhiên cái con mượn điện thoại à? Con khóc thì nói xin lỗi mới nhắn à, mai mốt không nhắn nữa. Anh dẫn tôi ra quán bì da, tôi gặp con nhỏ đó tôi nói chuyện nè. Bắt đầu anh không dẫn con ra, xong mấy ngày sau cái ảnh đang quán bì da, con đi ra quán bì da đó con nói: "Ê nè, này là chồng tôi nha." Xong rồi quán bì da ổng quán ông tự ghi điểm được thì tự ghi, còn không nói là tôi thấy bạn nào mà lại ghi điểm là tôi quậy liền luôn á. Rồi xong cái cũng có hai vợ chồng cũng có cự lộn đó, nhưng mà kệ, cự lộn dằn mặt cũng đó, nhưng mà mình được cái đó là mình hài lòng rồi. Rồi ổng đổi quán bì da ổng chơi luôn. Có hay nhõng nhẽo không? Hay khóc hay nhõng nhẽo không? Nhõng nhẽo lắm chú. Nhất là khi mà nhậu xỉn vô về nhõng nhẽo. Anh ơi anh nè, chồng ơi chồng à, lấy này lấy kia như say giặt nữa chú. Giặt lắm, say giặt. Mới trước khi ngủ là con phải pha sữa cho uống á. Pha ly sữa uống rồi mới ngủ. Lần này không cần pha nữa. Ánh tử. Sau đây là bốc thăm trúng cái lớp hạnh phúc, là lựa chọn một cái thôi, là chỉ đúng cần chọc cái ống hút vô là hút thôi, không cần pha luôn. Bưng nguyên cái thùng sữa lên phòng. Rồi còn tật gì nữa không? Dạ còn tật là hay thức khuya á chú. Khuya làm gì? Làm việc. Dạ làm mà quên ngủ rồi đói bụng rồi quên ăn luôn. Lo công việc đó chú. Thôi giờ con có mong muốn tiên thay đổi điều gì không? Dạ mong muốn thay đổi là bớt ghen lại một tí, với lại làm việc ít lại, cân bằng công việc để sức khỏe quan trọng. Tại tiên cũng yếu, sức khỏe yếu hay bệnh lắm. Dạ. Cô thấy vậy nè tiên, giờ cô chỉ nói về phía tiên thôi nha. Con á, con vừa đẹp nè, con vừa giỏi nè, mà giờ con có hết mọi thứ rồi đó. Ba đứa con ngoan, một ông chồng dễ thương, đúng không? Dạ. Rồi nhà cửa tiền bạc, rồi nhất là cái sự nghiệp của con là con có quá trời rồi. Bởi cái level của con á nó cao, cho nên là nếu như con ghen chi cho nó mệt mỏi tấm thân vậy, hiểu không? Con mà ghen con tự hạ con xuống. Tại những cái đối tượng mà để con ghen không phải cái đối tượng để cho con phải xuất chiêu, con hiểu không? Phụ nữ là phải ghen, nhưng mà ghen đúng thôi. Chứ còn ba cái lặt vặt bỏ đi. Bỏ đi, hiểu không? Dạ dạ hiểu dạ, không? Đó. Dạ. Còn con á, con đã hốt được bà tiên rồi, con phải biết giữ. Dạ. Hiểu không? Đúng không? Dạ. Có của là phải giữ nghe. Dạ. Chưa. Cho nên rằng á, là những cái gì mà lẻ ố số ba cái lẻ tẻ không bằng một cái gì của vợ mình, không bằng cái móng tay vợ mình, bỏ đi, đừng có làm cho nó suy nghĩ. Con mà muốn nó có sức khỏe đó thì con đừng bắt nó phải nghĩ ngợi thêm cái vụ mà hay nói dốc nữa. Dạ, hiểu chưa? Rồi, dạ. Thành ra từ sau đây con cứ nói thiệt bỏ đi. Luôn đi. Ờ, bỏ anh đi đánh bia ở chỗ này nghe. Địa chỉ này nghe bé. Đó, ừ, em cứ làm nhà đi hả, rảnh thì qua. Ví dụ vậy, một lời nói là con đúng thấy con đó, nhẹ nhàng liền đúng không? Ừ. Đúng rồi đó cô. Cái áp dụng đi rồi cái cuộc sống của con sẽ thay đổi. Thấy không? Các bạn sao sẽ là có tất cả, có yêu thương. Dạ. Và có hạnh phúc. Rồi, đúng cảm rồi. Ơn. Cảm ơn hai con nghe. Tặng cho anh món quà là một cái đồng hồ để cho anh đeo, để cho anh nhớ đến cái giờ để mà anh đi có đi chơi thì đi đúng đúng giờ về với em. Chỉ cái này là vừa tặng mà vừa nhận mặt. Trời ơi, hồng xoàng mạnh lấp la lấp đánh nhìn chói mắt luôn vậy đó. Cảm ơn em nha. Rồi hôn cái đi, cảm ơn Xuân vậy. Rồi ok, cảm ơn Sơn. Dạ. Cảm ơn con cũng có món quà để tặng vợ con. Ôi trời ơi, nữa hả? Rồi sợ sao tụi này nó bất ngờ. Đó, cái này con là một món quà con tặng cho vợ con, hy vọng vợ con thích và hãy trân trọng và thực hiện cho con. Mở ra. Ơi sao nó tặng cho nó bỏ trong cái bình ni lông vậy? Ừ, hồi hộp quá. Ông làm từ tôi hồi hộp theo ông. Trong đó nó chất lượng lắm á nghe. Chiếc nhẫn. Trời ơi. Ông Hoàng Sơn. Gì vậy? Em khoe nữ tài. Em khoe nữ tài.
Gì đây? Là sao? Là muốn em đẻ thêm đứa nữa hả? Đẻ đứa nữa. Chúc cho hai con ha, những gì chồng con mong muốn là sẽ được ha, sẽ được tất cả. Qua tháng sau các con có tin vui, trai hay gái gì cũng được. Đó, miễn sao có đủ 4 đứa. Dạ. Dạ. Rồi, cảm ơn hai con. Cảm ơn cô chú. Em chạy chở vợ em đi chứ là lúc mà qua hầm á thì hai đứa vẫn bình thường. Khi mà quay về là em mới nói cho mượn cái tay cái coi. Em nó cũng rung lắm nè, rung nè. Cho một cái tay nữa để cái coi. Vợ em mới lú lên thì em chụp vô là qua hầm xong là quen nhau luôn. Qua hầm xong là quen nhau luôn. Trời ơi. Nhỏ lớn giờ á, anh thì xấu xấu thiệt, được cái gái nó cua không à. Nay đó là em làm anh cua ngược lại. Lần đầu tiên anh cua. Lần đầu tiên anh cua ngược lại em. Nên trái tim anh rất tàn chảy. Nên trái tim anh rất tàn chảy. Chơi với con cũng chơi chút xíu à. Em như thương con lắm vậy. Sao về đây chơi ba thương nè, ba nhớ lắm. Cái chơi xíu nữa. Thôi dùng ba bệnh chơi với mẹ đi. Quậy quá tao mệt quá. Vậy đó. Bây giờ mời quý vị chúng ta cùng chào đón cặp vợ chồng tiếp theo. Rồi. Rồi, cảm ơn hai em đến với chương trình Vợ Chồng Son. Mời hai vợ chồng giới thiệu về mình. Dạ, em xin chào anh Quốc Thận và chị Hồng Vân. Em tên Châu Cao Huy. Em năm nay em 33 tuổi. 33 tuổi. Dạ, hiện tại thì công việc chính của em là nhân viên lái xe bên ngân hàng. Và ở đâu, quận mấy? Dạ, hiện tại em đang ở quận 8. Rồi, giờ mời dạ. Vợ Huy. Thưa cô, thưa chú, con tên là Phạm Thị Hồng Trâm. Con làm sale kinh doanh bên bánh kẹo. Hôm nay con 28 tuổi, con sinh năm 94. Ủa vậy giờ quen nhau sao? Thôi bây giờ kể đi. Lần đầu tiên các bạn gặp nhau sao? Mà em có... biết vợ em á là bạn của bồ trước em. Vợ em á là bạn của bồ trước em. Bạn của bồ bạn trước. Bạn của người bồ trước. Đó, rồi sao Huy? Đúng đó, vợ đó thì vợ em học lớp 11. Rồi đó thì cái gu em á là không phải là bồ của vợ bạn em. Dạ, em thấy cái gu bên đây em phải hơn. Bồ dạ. Của vợ bạn. Có nghĩa là con bồ em có phải là gu em không? Không phải. Không phải. Mà cái gu là gu của nhỏ bồ em không phải là gu của em. Dạ. Mà con nhỏ bạn của bồ em có nghĩa là con vợ của em á mới dạ. Là gu của em. Dạ, đúng rồi. Dạ đúng rồi. Đúng rồi. Trời ơi. Rồi sao nữa? Đi. Không sao vui đó Huy, vui đó. Rồi dạ. Em mới đầu thì cũng để ý. Nói chung là mình cũng có dòm ngó đó. Bây giờ nhưng mà dòm đó thì mình cứ để đó. Có nghĩa là mình để đó. Dạ. Thì lúc đó vợ em thì cũng chưa có quen ai hết. Thì em cũng làm mai cho bạn em. Em đang để ý nó mà sao em làm mai nó. Tại vì nếu mà mình nhảy vô liền thì không được. Nên mình phải xào. Nhảy vô không phải xào. Mình phải xào qua xào lại từ từ nó dính cho mình được. Nên là em nói ở đây có ông anh này cũng bạn nhưng mà điều kiện nọ cũng ok lắm em. Đó anh thấy được đó. Em cũng mới cáp kèo qua cho vợ em quen cái người đó. Nhưng mà em biết chắc là người vợ em không chịu đâu. Tại sao vậy? Không, nó có phải gu của em không? Dạ không, không. Biết chắc là vợ không chịu. Xong rồi em làm mai tiếp nữa. Mai mấy người luôn. Ủa mà xào vậy? Mai hai ba người lận. Thì cuối cùng xào qua xào lại thì cuối cùng mình dính ông mai. Cái ông dạ. Làm mai em á mà ông cứ mấy người đó hẹn em đi cà phê đâu á là ông đưa rước em đi mấy người đó xong mình đưa rước về. Không có cho đi riêng. Ủa? Lúc đó rồi lúc đó con bồ em nó làm sao? Hai đứa em thì nói chung thì nó cũng gọi là tình cảm nó cũng nhạt bớt rồi. Nhạt bớt. Thì đúng không là em cũng không có thương cái người đó nhiều lắm. Nói chung là lý nhỏ này nhiều hơn. Dạ lý nhiều hơn. Rồi á bé bạn đó có lúc nào mà hỏi em không? Có hỏi à, lúc đầu á là ổng nói ổng thương em á là em không có chịu. Em nói là em không có quen bồ bạn của người bạn của mình không có quen. Bồ của bạn. Bồ của bạn mình. Ông ấy nói là mà anh với lại bé đó hết quen nhau rồi. Cái em nói là nhưng mà em cũng không thích quen nữa. Em không thích ông này thật. Ổng bề ngoài mình không có thích luôn á. Mà thay ổng tốt. Ổng tốt lắm, ổng hà, ổng hiền sao thì không biết sao mình thích nào mình không biết luôn. Mới đầu em quen vợ em á thì em nghĩ vợ em cái mặt vợ em dữ lắm. Cái em mới nghĩ đầu thôi. Cái này mình làm mai cho thằng khác đi chứ để em thấy mặt cũng dữ quá. Chứ lại mình giống cũng dân chơi sành điệu đồ đó mình thấy mình cũng sợ. Nhưng mà cuối cùng thì sau nhiều lần mà em gã người này em gã người kia không có được á em mới vô em mới vô em mới khám khóa thử coi giữ tới sao mới được. Đó thì cuối cùng phải giữ không. Sau một ngày đó thì em hẹn vợ em mình đi chơi. Em mới chui qua cái hầm Thủ Thiêm, lúc đó là vừa mới khánh thành. Em chạy chở vợ em đi chứ là lúc mà qua hầm á thì hai đứa vẫn bình thường.
Mà khi mà quay về là em mới nói cho mượn cái tay cái coi. Em nó cũng muốn làm nè, nói cho một cái tay nữa để cái coi. Vợ em mới lú lên thì em chụp vô là qua hầm xong là quen nhau luôn. Qua hầm xong là quen nhau luôn. Trời ơi, hầm ghê nhóc. Vô qua hầm lại tắm tay là hầm nhớ liền. Đầu là điện giật lên. Đó, em có tỏ tình bằng miệng luôn không? Nói là anh thương dạ, em hay là thích em à, chi nọ. Em nói hồi đó vợ nhỏ lớn vợ anh thì xấu xấu thiệt, được cái gái cua không à. Nay đó là em làm anh cua ngược lại. Lần đầu tiên anh lần cua. Lần đầu tiên anh cua ngược lại em. Nên trái tim anh rất tan chảy. Nên trái tim anh rất tan chảy. Ồ, tim anh tan chảy vì cái vụ mà điện giật đó. Mình tới nói tới giờ mà chứ còn rung. Làm nghĩa là nhớ là cái cảm giác đó, lúc đó là mình đang bị rung. Cái lúc mà ổng nói mấy câu đó, cái cảm giác còn sao? Dạ, nó rất là mắc cỡ. Tại vì á, thời mà như mình có bạn trai, có tỏ tình hay là làm quen, mình muốn quen á, thì chỉ có nhắn tin thôi. Chứ không ai mà nói kiểu nói trước mặt ổng ngại, trời ơi, mắc cỡ con nói. Mà vừa nói vừa làm luôn mới ghê chứ. Ổng xem ổng hỏi, ủa sao anh nói gì em không nói gì hết trơn. Em nói thì bây giờ anh có cái lỗ nào kim chua chứ em mắc cỡ quá, em không biết nói gì luôn. Đúng rồi, là ổng làm mai cho bạn ổng coi như ba mối. Và cuối cùng là ổng vớt luôn. Thì qua chương trình này rồi chắc ba thằng bạn em hận em lắm. Dạ có, nó không hận đâu. Cảm ơn. Tại vì vợ em tánh dữ lắm. Dạ. Chửi lằn nhằn chửi tối ngày rồi, nên đâm ra giờ bạn em nói hên nó rõ tao quen là chết tao rồi. Hên là mày vớt. Vợ em lúc nào cũng vậy, ra đường chơi là bao che em hết. Từ anh vết luôn. Ai mà chửi em mà vợ em chửi lại. Còn những hạn như trời mưa là vợ em lo em luôn. Tại sao? Tại vì tướng em ốm nè, vợ em ngồi trước chở em luôn. Bây giờ lo em luôn cả trời mưa cho luôn cả trời nắng luôn. Từ đó giờ con quen á là mấy người mà tiền tướng bự không à. Không biết sao duyên nợ á rồi thương người của nào trời cao ban đầu nó nhịn mạo mưa đó. Thì nói chung thì trong 3 năm á, thì lúc đó em quen mới 2 năm thôi. Thực chất ra thì mình nghĩ do cái duyên mình, cái miệng mình chắc tốt quá. Mình cô gái, mình cô vợ mình chắc đúng rồi, vô ngay chỗ đó rồi. Thì mình nghĩ thôi kệ đó, mình cũng bỏ lơ. Tại vì cái thứ nhất đó là mình lo đi làm, lo công việc này nọ rồi mình cũng bỏ bê bạn gái mình. Mình không có dòm ngó tới. Vợ em nó đi làm, gặp người đó cũng 6 múi. Trời ơi chết em rồi, mà em được cái em có thằng em vợ rất là ok. Là nó đi vô hết từ A đến Z luôn. Ví dụ mà vợ em mà có đi đâu hay là làm gì hay là trai lại tặng quà là nó báo em liền. Nói anh ơi. Ôi 6 múi tới rồi anh ơi. Anh ơi 6 múi kìa lại tặng gấu bự lắm, nó đưa cho má. Bắt đầu cái con mới vậy con. Lo chứ sợ mất. Em thấy vậy cái em mới quay lại em nói chuyện. Lý do công việc của anh bận bịu này nọ nên là em hốt liền. Một tháng sau là hốt liền, cưới liền. Xin cưới luôn, dạ, xin cưới liền. Chứ không để được, để lâu quá là không được. Thì người ta tặng em bằng gấu bông. Vậy? Ông tặng em gì? Ông được cái là ông thực tế lắm, ông cần cái gì á. Tiền là đưa hết cho vợ. Cần cái gì là đưa thực tế cho vợ. Bông biết giờ không bao giờ ông có tặng hết á. Xưa lúc mà em quen vợ em á thì vợ em thì không có gì tốn kém hết trơn. Mỗi ngày chỉ tốn 20 ngàn thôi. Sao vậy? Dễ lắm. Cứ sáng em từ nhà em ra thì khoảng mất từ 5 phút là em ghé cái xe mít đó, cái em mua 20 ngàn mít. Tạo lời tới đó em kêu em ơi là xuống lấy đó cho mít đó là bịch mít 20 ngàn. Cứ ngày 20 ngàn, 20 ngàn là mê liền. Là tình cảm cũng dễ thôi. Nó gắn liền cái tình yêu của các bạn. Không cần ăn gì hết, cần ăn mít thôi là được rồi. Đủ rồi. Nhưng mà cái lúc đó các bạn quyết định cưới nhau á, thì là kinh tế nó có khó khăn không? Dạ có. Hay là à khó đúng không? Dạ có, nhà cửa ảnh thì không chưa có ổn, không có ổn. Lo chứ. Nghề nghiệp không có mà con giờ con lấy rồi con khổ rồi sao? Cái con nói nếu mà mẹ không cho con cưới đó, là con lấy người khác lỡ con khổ rồi sao? Thì thôi giờ cho con lấy đi, con khổ con chịu. Thì thấy vậy ba mẹ cho lấy. Mà con cũng thấy quyết định của con giờ cũng đúng. Tại vì không tiền thật cô, nhưng mà ổng thương con chưa điều kiện. Vậy là hai đứa lấy nhau được mấy năm rồi? Dạ tính ra bữa nay là được 8 năm cô. 8 năm rồi? Dạ. Có em bé chưa? Dạ tính ra con tới 4 em bé lận. Nhưng mà thật sức là còn duyên ở với tụi con chỉ có một em thôi. Được một tuổi rưỡi ở đây. Ủa tại sao vậy, con có thể chia sẻ kỹ không? Hai bé trước đó là con bị có túi thai, không có tim thai. Bé thứ ba là năm 2017 á, con sanh được 4 tháng 4 ngày mất. Rồi bé bệnh. Dạ em bé con bị tim bẩm sinh. Cô thấy nè, thứ nhất á là con cứ nghĩ như vậy đi thì con sẽ bớt buồn.
để mà còn bao nhiêu cái gì mà tốt nhất á mình dành cho cái đứa nhỏ. Bây giờ hai đứa đầu á, nếu mà bé chưa có tim thai thì có nghĩa lúc đó bé chỉ là cái phôi thôi, chưa phải là tượng hình, giống như thai giả vậy. Đúng rồi, cho nên rằng mình quên hai cái đó đi thì mình sẽ nhẹ, tại vì chưa phải em bé rồi. Coi như bé kia cái số nó không được ở gần mình, nhưng mà con cứ nghĩ là nó đầu thai trở lại vô cái em bé mới đây, có nghĩa là con không có mất gì nhiều. Trời thương mà trời đã ban cho mình một em bé nữa. Dạ. Thì đó là một cái điều rất là quý giá. Phải là chúc mừng hai bạn, dù trong khó khăn vẫn có nhau, vẫn đồng hành với nhau. Nó rõ ràng là lựa chọn, đã lựa chọn yêu thương là chắc chắn là lựa chọn hạnh phúc. Rồi thôi bây giờ bỏ qua cái chuyện đau buồn đi. Bây giờ chúng ta quay trở lại với cái phần vui vẻ nào. Dạ. Tại vì Huy nó rất là vui. Đến cái phần này chắc chắn nó sẽ vui. Đó. Mấy năm ở với nhau thì có nhiều tật xấu không Huy? Vợ em á được cái là chửi nhiều. Chuyện gì mà chửi? Nói chung thì cảm thấy mà không giữ ý là chửi liền. Lại tính vợ em thì cũng kỹ tính lắm. Mà em thì hay quên đầu quên đuôi, nhiều khi cứ đi theo em hoài sau lưng. Cứ canh em me em. Nhiều khi đi toilet cũng me nữa. Trời ơi, chửi trong toilet luôn hả? Chửi toilet luôn. Mà có ngày nào mà không chửi buồn không? Có chứ, bữa nào mà nếu mà vợ em á mà không chửi là em thấy buồn lắm, từ xưa tối ngủ cũng được. Khi chửi viết thành quen cái thói rồi, cái mình nhớ chửi cái mình ngủ cũng ngon lắm. Em cảm giác vậy. Mà bữa nào mà vợ em á nha mà không chửi là bữa đó em thấy chắc có chuyện gì đó, hay là hoặc là kêu anh đi anh, chồng với chồng nói thôi muốn gì thì nói đại đi, chứ đừng có kêu mình thấy ngọt ngào là mình thấy nghi nghi vô rồi. Không á, em đi làm về tới nhà, vừa về tới nhà thì tôi dài chưa tháo ra là đã bị chửi rồi từ xa rồi. Nên đâm ra nhiều khi mình thấy nghe kêu anh em là thấy nó hơi kỳ kỳ, đánh vợ em xấu là cái vậy thôi. Dạ, thích chửi chồng. Có hay ghen không? Có, dạ. Tại tài xế không? Mà. Dạ, có ghen không? Có. Ghen dữ luôn. Hả? Cái tánh em thì được cái hay ra đường mình cũng... Hay xạo. Xạo xạo đó, cái kiểu giống như xạo xạo đó. Thấy gái hay vậy vậy đó, người ra vẻ thì nói là... Người ra vẻ thì nói là... Đâu quan tâm là hay gì đó. Không phải trừng mắt cái im liền. Thì xây qua chửi trước mặt luôn chứ không có trừng. Không có trừng trước mặt. Mang nhục luôn. Chửi là mang nhục luôn chứ không có dạy như mình chửi là kiểu về nhà. Ví dụ vợ em chịu về nhà chửi ok. Rồi giờ mong muốn vợ thay đổi điều gì nè? Nói chung là thay đổi một tí là, nhưng vợ em thì có thể là về gia đình, có thể là mình về hạn như là vui vẻ với nhau đó, đừng có chửi quá, có thể là từ từ chửi thôi, để vô tắm cái mình xả ra cái rồi chửi. Đang căng thẳng nữa vậy bị chửi. Bởi vậy đó, em cũng bị dễ bị lực lắm, ăn cơm cũng dòm nữa, nhiều khi lỡ gớt một cơm đó, miệng mẻ rồi, nhiều khi mình không để ý mình lồ một cơm gớt cũng chửi, vậy nhiều khi căng lắm. Căng đầu dữ lắm, lần em làm vậy em phải suy nghĩ rồi căng lắm. Nghĩa là chửi mà bớt lại thôi. Lúc nào mà đang căng thẳng quá thì dạ. Chửi. Có gì thì lo về nhà chửi, đừng ra đường chửi băng nhục. Rồi trời ơi với em đó. Dạ ổng sao? Ổng có tật xấu gì không? Chồng con hả? Chồng con được cái hay quên. Tự nhiên không mà cái gì con muốn chửi. Không, em. Cái quên đó là lý do anh bị tâm lý, em chửi anh đó. Cái đầu suy nghĩ nhiều quá, sợ tâm chửi lý anh quên. Tắm cho con cái khăn, giống như con hỏi cô hai bộ đồ, cỡ bộ đồ con để ra đi tắm đi. Bộ đồ đó để y chang đó, rồi đi tê tê hai cho con tắm, tắm xong rồi cái khăn tắm á cũng để y chang chỗ đó. Con đi theo là giống như là để con dọn xong á. Chứ thật chất cũng đâu có làm gì đâu. Dọn bãi chiến trường á. Dạ, chơi với con cũng chơi chút xíu à. Làm như thương con lắm vậy. Sao về đây chơi ba thương này ba nhớ lắm. Cái chơi xíu nữa. Thôi dùng ba bệnh chơi với mẹ đi. Mày quậy quá tao mệt quá. Vậy đó con cũng cái gì cũng mẹ mẹ không à. Mong muốn chồng con thay đổi điều gì nhất? Dạ, chồng con thì nhớ chút xíu. Không phải là muốn cằn nhằn đâu, mà tại vì anh làm gì anh phải nhớ. Anh làm xong để anh phải dọn đó, để tâm vô. Dạ, đâu phải con bắt và làm công chuyện hết đâu. Làm phụ vợ chút đỉnh thôi. Được không? Huy, dễ mà. Tâm lý em nặng lắm đó. Nói chung thì theo chương trình thì vợ em muốn em như vậy thì em sẽ cố gắng thêm nữa. Mình sẽ dòm ngó vợ con thêm cho nó dòm ngó dễ. Thôi bây giờ bữa nay nhân cơ hội này nè, đến với chương trình Vợ Chồng Son có điều gì muốn nói với vợ hay không? Nhất là sau những cái biến cố xảy ra. Em đến với vợ em á, hai vợ chồng cùng đồng khổ với nhau. Nên có những cái sự cố, những cái va chạm, thiếu thốn, mất tình cảm rất là nhiều. Nhưng mà tụi em cũng đã vượt qua với nhau. Là em nghĩ là sự lựa chọn của em là đúng. Có một người phụ nữ kế bên chịu khó với mình,
đồng cảm với mình. Nên đâm ra thì sự lựa chọn của em là anh thấy là quá hạnh phúc. Dạ. Con không muốn nói gì chồng không? Em cảm ơn anh chịu đựng em, thương em, lựa chọn em đúng. Trời, nắm tay vợ hôn vợ cái đi. Vợ xúc động quá trời luôn kìa. Có gì đâu. Chúc cho hai đứa sẽ mãi mãi hạnh dạ. phúc nha. Và bây giờ sẽ là phần kiểm tra hiệu ý và bốc thăm may mắn. Chúng ta có các phần quà như sau. Tiên đó chính là nước uống Ion Kiềm Fujiwa. Nước uống Ion Kiềm Fujiwa được khai thác từ mạch nước ngầm, độ sâu 200m, giàu khoáng chất, trải qua hệ thống xử lý khép kín, kinh dây chuyền công nghệ điện phân từ Nhật Bản, với tính kiềm tự nhiên như rau xanh, giúp trung hòa axit dư thừa trong cơ thể, hỗ trợ hệ tiêu hóa, đồng thời loại bỏ gốc tự do, chống oxy hóa mạnh mẽ. Và món quà thứ hai đó chính là một miếng cước chùi nồi. Và món quà thứ ba đó chính là sữa lớp Úc, được sản xuất từ nguồn sữa tươi Úc nhập khẩu, bảo quản bởi công nghệ Frozen Fresh. Sữa tươi từ 100% bò ăn cỏ chăn thả tự nhiên, hoàn toàn không pha lại từ sữa bột, công thức ít béo, dinh dưỡng chuẩn quốc tế, giá sữa nội. Và món quà thứ tư đó chính là trọn bộ son môi Zurica Nhật Bản đến từ Love Shopping. Còn bây giờ chúng ta đến phần kiểm tra hiểu ý. Các bạn đau lưng lại, đau lưng lại nhau nghe và nghe kỹ câu hỏi của tôi nha. Rồi. Vợ chồng bạn cùng không thích làm việc gì nhất? Cùng không thích nha. Rồi bây giờ Tiên và Sơn xong chưa? Rồi quay ra. Hai vợ chồng Sơn Tiên không thích làm việc gì? Làm việc nhà. Làm việc nhà. Để xem hai vợ chồng không thích việc gì. Mở ra. Dọn dẹp, nhậu nhẹt. Và như vậy với đáp án trên thì cùng không thích dọn dẹp nha, cho thấy rằng là hai vợ chồng này rất là khớp, không có thích dọn dẹp nhà ha. À, chính vì thế các bạn sẽ được lựa chọn màu sắc đó. Màu nào các bạn thích, màu nào cứ chọn đi. Màu hồng. Đúng rồi. Rồi sao thích màu hồng cái gì? À, rồi hai vợ chồng thích màu gì? Mình lấy màu đỏ đi. Rồi, bên này màu đỏ. Rồi, lên chị, đi. Chị màu xanh nha. Rồi, tôi màu vàng. Ừ. Bây giờ thì Quốc Thuận và Hồng Vân sẽ mở trước, còn các cặp vợ chồng sẽ mở sau. Nè, mời chị Vân. 1 2 3 khui. And rồi mời hai cặp vợ chồng chuẩn bị mở. 1 2 3 khui. And wow. Chúc mừng hai vợ chồng Tiên và Hoàng Sơn đã nhận được phần quà, đó chính là nước uống Ion Kiềm Fujiwa. Có quà tặng vợ rồi nha. Yeah. Đó chính là trọn bộ son môi Zurica Nhật Bản đến từ Love Shopping. Và chúc mừng chị Hồng Vân. Chị ơi, có sữa lớp uống rồi chị ơi. Trời, mà chị muốn đổi cho anh Tiên ghê, Tiên nó ghiền sữa. Phải không? Tiên ghiền sữa mỗi tối là chồng phải đi pha mà. Em có thích uống sữa không? Rất thích. Thích uống sữa lớp không? À. Rồi bây giờ chị Vân. Đổi đi. Uống nước suối cho chị em. Chị uống nước suối. Đó. Cô còn, cũng ấy rồi, cô cũng Tiên, nở quá rồi. Sơn ơi, ôm cái thùng sữa lớp mang lên phòng liền nghe, để tối khỏi cần pha. À, đúng Tiên rồi. Uống sữa lớp nha. Đúng rồi. Đây là sữa được nhập khẩu từ Úc nha, nhưng mà giá là của Việt Nam. Đó. Và trước khi kết thúc chương trình, Quốc Thượng xin cảm ơn nhà đồng hành với chương trình, thương hiệu sữa lớp với thông điệp hạnh phúc là lựa chọn, chọn lớp, chọn yêu thương, chọn hạnh phúc. Chúng ta sẽ gặp lại nhau vào chương trình Vợ Chồng Son phiên bản lớp. Hạnh phúc là lựa chọn vào lúc 22 giờ tối Chủ nhật hàng tuần trên HTV7. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.